Xin chào các bác anh em, hiện tại thì anh em chúng em lại tiếp tục lên đường để lắp cho nhà của một anh khách bộ giàn loa quốc Deck 2 trong ngày mưa gió như thế này. Tại thì đang là buổi trưa chiều thì anh em chúng em đang cho lên xe và di chuyển xuống luôn nhà anh để lắp đặt cho anh cái bộ giàn loa quốc Deck 2 rất là đẹp, rất là tuyệt vời. Và với cái bộ giàn loa Deck 2 của nhà anh thì bên em đang phối ghép cho anh, đây là một cục đẩy 4 kênh kết hợp với cả một chiếc vang và lông tiếng, thêm bộ mic và cuối cùng đó là hai giải loa chung đồng bộ với cả Deck 2 và Deck 5. Đấy đó, các bác và anh em mà sẽ được nhìn nó. Bên em thì đã có những cái video thì chắc chắn là các bác anh em cũng đã được nhìn cũng như là có những cái trải nghiệm thẩm âm qua những cái đoạn video test nhà. Hiện tại thì trời Hà Nội đang rất là mưa. Đang khá là mưa, gió đó. Đây là cái cặp loa chung đi kèm với cả đôi Deck 2 cho ra cái giải âm sắc rất là hay khi chúng ta hát karaoke đó. Đấy, đây là combo. Đấy, xong đó, các bác và anh em nếu thích những cái dòng loa sàn trong đẳng cấp thì cũng có thể liên hệ trực tiếp ở bên em qua số online trên màn hình hoặc là để lại số điện thoại thì bên em sẽ hỗ trợ tư vấn cho các bác và anh em.